Mua đi mua đi, các bạn muốn mua link qua mobile thì tới shopanhảo.vn mua để ủng hộ mình và giúp cho các bạn tránh những tình trạng lừa đảo khi mà mua link qua mobile nhá. Đấy thì với cái tiêu chí gọi là uy tín chất lượng lên hàng đầu, các bạn cứ đến với shop của mình. Đấy, đảm bảo nếu các bạn mua link lỗi một mình sẽ đổi một cho các bạn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Vì hôm nay mình làm clip này về vị tướng Batman. Lúc đầu tính không quay clip đâu, nhưng mà đậu xanh nó ức chế Van Heo quá, quay clip cho mọi người xem. Đây đây, mình sẽ dình bắt nó này. Này thì Van Heo lại thò mặt ra đây. Nó một combo thì là chết với con cua luôn. Sướng, sướng nhá. Đấy, các bạn thấy ghê không, ghê không? Trời ơi, 20 phút rồi đấy anh em ạ. 20 phút rồi mình mới gọi là quay clip lại cho mọi người xem chứ không tính ra mà tính clip này mình tính không quay clip đâu, tại vì bị cái ông gọi là ui rồi chết đâu không cơ chứ. Tha cho anh em ơi, em ơi uýnh thím mẹ em, bây giờ em láo hả mất nội tại con rồng nhá. chết tôi rồi ôi đông quá trời đông luôn. Ôi sao mà mẹ chiếu cái thứ kiểu, ôi trời ơi quá trời né luôn. sống kìa, các bạn thấy mình xấu không? Này, tính ra còn giờ này mình không làm clip đâu, tại vì bị tướng quy len giành rừng với mình, nên ra mình kêu thôi, tính trở lại làm clip trận khác. Nhưng mà địch mình đánh đến tận bây giờ vẫn chưa thua, thôi mình quay xem, có khi gọi là trận đấu này lâu nhất hành tinh cũng nên. Đó, ui, cái gì mà chết quéo càng cua vậy? Hiện tại thì team mấy bạn chỉ còn mỗi cái trụ ở khu vực đứng giữa thôi, team mình đã bị team bạn đã bị nát hai đường trên và đường dưới rồi. Ủa ôi, các bạn thấy pha đấy mình né chiều lạng lách đánh võng cứ như bị thần đấy nhở. Đấy, khiếp lắm cơ. Team mình hôm nay thì có hồi nãy mình nhớ không lầm đâu. Ê, chết em ơi đừng có đuổi anh em ơi chết tôi rồi chạy đi chạy, cái đầu xanh nó cứu em anh ơi. Có đồng minh ở đây tao lại sợ bạn quá cơ, tao đầu xanh rồi đen luôn, đen xì như của mình luôn. Này thì đồng con nhà bà Minh này. Hôm trước thì có thấy nhiều bạn gọi là bình luận kêu là đẩy nát ba đường xong rồi cho mấy con lính nó lên nó cắn nhà chơi đi anh, vui lắm. Rồi để hôm nay mình cố gắng lấy thêm cái trụ của vùng đường giữa tem bạn nữa. Đây, cho ba mấy em lính siêu cấp lên mấy em ơi. Ủa tem mình nhìn kìa, nát 3/8, 3/11, mít 3/11. Ui giời ơi, chết lên chết xuống mà chết ngược chết xuôi. Rồi giả bộ đầu hàng cái mà không ai đầu hàng đấy nào. Đầu hàng đi. Thế mà đánh cái gì mà 3/11 rồi 4/6 cái phế quá trời phế luôn. Thế mà đầu hàng không chịu anh em ạ. Thế giả bộ cái mà cuối cùng xong đầu hàng nó là cố lên. Chém vào mông nó. Anh ơi, nhanh. Chém vào mông nó kìa, làm gì vậy? Dán trụ á, anh nghỉ ngáo thế cái chứ. Lao vào chém phát mua tôi vào lại chết rồi. Ủa. Căng nhở. Ủa ôi, tem mình kì mình kìa, nó phế quá trời luôn. Natalia lại chết nữa. Ôi trời ơi, chết em không ơi chứ. Wow, thịt là đông quá đi thôi. Đông quá trời luôn đó mà. Mất khu vực đứng giữa rồi. Như vậy là team bạn chỉ còn có một cái trụ đứng giữa thôi. Từ từ rồi qua nó cũng nhừ rồi. Cố gắng clip này mình phải gọi là bắt Van Heo. I love you. Bây giờ đi đâu con sâu này. Ừ nè, chết nè. Chạy đi anh. Tiến. Lại quéo con cua nữa rồi. Mới ăn được con bồi xanh xung con nhà bà dược. Thế mà cuối cùng nát bét thì là nhà luôn rồi còn đâu. Khổ. Quá. Hiện tại ở giữa team mình có Son với cả A Thu đang chiếm giữ. Đó, mình đẩy trụ vậy cho team bạn nó lùi về. Đó. Chớp chớp đồ chơi ha. Hello bò. Đấy là một vị tướng Turo một con trâu một trâu đầm luôn ấy. Bây giờ mình sẽ đẩy khu vực ở đường trên lên đó cho lính nó tràn lên. Hình như là khi mà mình lấy được một cái trụ siêu cấp thì là sẽ có một cái con lính siêu cấp mà mình đẩy được hai đường thì nó sẽ có hai con lính. Nếu như mình đẩy được ba đường thì nó sẽ có ba con lính cơ. Wow, đánh nhau ác vậy. Vì thế nên hiện tại mình đẩy được hai đường rồi, hai đường là sẽ có hai con và sau đấy có con vậy. À hai con nhầm, xin lỗi các bạn. Mình mắt mờ kém quá. Ai sờ mông cái chạy em ơi. Em ơi. Úi trời ơi. Lúc đầu thì vị tướng Butterfly bên kia bị mình gọi là phá hết rừng luôn, ăn sạch luôn không còn con gì luôn. Có vẻ như bạn ấy đang cay cú mình lắm hay sao ấy. Buồn cười vãi trưởng ra. Ủa ăn thật luôn á. Ôi sợ ăn thật luôn á. Wow, quá dữ luôn rồi. Từ từ bạn ơi.
đường nát rồi này, còn lo mà ăn thần thần rồi xong ca sa đã bị tiêu diệt. Ghê. Ghê quá. Bình tĩnh, các bạn cứ yên tâm. Ôi, butterfly kìa, chết tôi rồi, Veret ơi. Thôi xong rồi em ơi, em cố gắng chạy đây. Trời ơi, đông quá vậy, cứu em ơi. Thôi xong, bị cái con Veret kia nó lôi vào rồi, nó đấm cho lòi vèo ra rồi. Đời em đen luôn rồi. Thôi xong, cái giác vô mạnh của mình đã xài hết là 2 lần rồi các bạn ạ. Trời ơi, phế quá, chết phế luôn. Natalia đây, mình đứng như một vị thần ở trong nhà kìa. Bạn ấy đang giữ trụ nha các bạn, đang giữ trụ. 25 phút rồi mà trận đấu này mình nghĩ rằng vẫn chưa ngã ngũ đâu. Không phải là kiểu như là mình là mình không muốn thắng. Thật sự luôn, là mình không muốn thắng. Đó, mình không muốn thắng chứ không phải là nếu như mình muốn thắng thì thắng lâu rồi. Trận này mình đang gọi là muốn là một trận đấu lâu, quá là lâu luôn. Hay có thể nói là một trận đấu mà lâu nhất của Liên Quân Mobile ấy. Các bạn biết để làm gì không? Nói chung là lâu lâu mình phải làm cái điều gì đó là hơi gọi là ngoanh tá tràng một tí đấy cho các bạn xem chơi. Ui rồi chưa, mới quay cái một tí xíu thôi mà làm gì đâu mà căng. Rồi chuẩn bị gọi là chiến đấu thôi. Oh yeah, mình đang tính toán từng tí một. Bây giờ hiện tại bây giờ chỉ cần gọi là lấy khu vực đường giữa cái là mình đứng mình chơi thôi, mình không cần phải đánh. Đó, mình sẽ không đánh nữa để cho team mình nó yếu đi. Đó, cho team bạn nó sẽ gọi là đẩy lính. Đó, mình đứng mình nhìn team bạn của anh lính siêu cấp chơi. Hợp lý không? Quá hợp lý luôn đi. Con rơi, để đó là mình ăn cho. Bạn Natalia đi ra, Kukuza, Pikachu. Bây giờ cái tên nó lấy tất cả luôn. Pikachu, chiếu cơ à? Chứ không phải Pikachu mà Pikachu à? Kinh đấy à? Pikachu. Nghe cái tên nó hết cả hồn luôn ý. Cứ như là con nít lên ba, dễ thương quá trời luôn. Đấy. Ăn con rơi lấy tốc độ chạy chơi con nào. Wow, trâu thế. Rơi mà dám đối đầu với cả gọi là Batman à? Phải biết tới ai không? Siêu nhân Batman ấy. Không phải làm vừa đâu nha. Rồi mà tăng hình. À khó lấy trụ giữa quá mọi người ạ. Thật sự rất là khó luôn ấy. Rồi tay bên kia nó ăn luôn con dòng bạo chúa luôn rồi. Ôi Natalia, một mình em lơ thơ lẩn thẩn, anh tới với em đây. Em yêu ơi, hãy xem tới đây. Mày nó chiêu 1, qua chiêu 2, hụt chiêu cuối hụt luôn. Làm sao? Bây giờ bà muốn làm sao? Bây giờ bà muốn làm sao? Em muốn làm sao? Em muốn bỏ anh đi đúng không? Mẹ con trâu này. Chết con trâu này rồi. Thôi. Thấy rồi, đếm với em đai rồi. Hả? Thế mình kia ăn được cái con nào là rồng thì cũng đã chết mất 2 thành viên. Toro với cả Van Heo nằm sấp mặt rồi. Mày nhớ không lầm mình như hồi nãy A Thu tên mình nó AFK cơ. Thế méo nào bây giờ nó lại vào rồi này. Mất trụ đường giữa rồi. A Thu em mình hồi nãy mình nhớ không lầm nó AFK cơ. Chứ không phải là nó cái đâu. AFK xong nó lại vào trận. Xong nó AFK nữa, xong nó giờ lại vào nữa rồi này. Hài thiệt chứ. Từ từ. Chắc là trận đấu lâu quá. 28 phút rồi anh em ơi. Ui dồi ôi. Ôi xoài ơi, mẹ mấy con lính siêu cấp này đánh đau hết đấy mọi người ạ. Đánh mãi nó mới chết chứ. Tay bên kia chỉ có một con đấy. Nên tay bên mình nó hai con cơ. Tí nữa mình ăn xong cái trụ kia là ba con lên nó càn cho thì úi thôi. Ôi răng rô môi rất lẫn lộn lẫn trộn lấy nhau. Siêu ngân nhà bà dướng nhé. Về nhé. Đấy, về không? Quái không? Quái liền. Sao lại không quái được cái chứ hả? Đúng không? Ôi mình xanh quá. Giết 19 chết 9 luôn anh em ạ. Xanh quá trời xanh luôn rồi. Ông Quillen ông đi rừng mà ông đánh yếu vãi lều ra. Mẹ bây giờ lúc đầu giành rừng mới đau chứ. Giành rừng với mình ấy chứ. Mình trận này mình không có đi rừng nha. Mình trận này mình chỉ đi cướp rừng thôi chứ mình không có đi rừng. Bởi vậy mình mới tính không quay clip đấy. Nhưng mà thấy đánh lâu quá, mình có ý tưởng của mình nó chính là gọi là câu kéo thời gian, đẩy ba đường cho lính siêu cấp xem mình nó đè xem bạn nó quánh nhau chơi. Về đi các bạn ơi. Về đi các bạn ơi. Đâu sai đù mình chạy phải chạy lên đây cho tay bên kia nó nhìn thấy mình. Ấy! Ôi thôi. Bắt heo tới. Chết tôi rồi. Bắt heo tới. Đừng. Ôi trời ơi may quá. Nó xài cái chiêu cuối không có đủ tầm mình. May quá. Thôi đi về cho nó lành. Rồi xong, đậu xanh mình sẽ móc đít hai đứa này. Làm sao? Ôi giời ơi hai anh. Ôi là anh Toro với cả chị Natalia bên kia. Hai anh chị ấy tưởng mình là gọi là siêu nhân hay sao ấy. Tính cứ là một mình tôi chấp hết à.
lao ngáo vì tem mình nó đè nó xịt luôn rồi, nó xịt luôn rồi, nó nằm xịt luôn rồi. Đấy, này thì ủ báo cáo trồn này. Nửa tiếng rồi anh em ạ. Ôi dồi ôi, trận đấu đánh đấm cái gì mà 30 phút đồng hồ vẫn cứ gọi là chưa xong. Từ từ rồi quay cũng như cái nào ấy. Đi đâu mà vội vàng. Đấy mới đúng cái kịch bản của mình tạo ra các bạn ạ. Một trận đấu là lâu và là bá đạo luôn. Cho nên có một cái trận đấu mà như nó dài 37 phút hay gì ấy. Không phải, 33 phút. Ôi trận đấu đó đánh mãi 33 phút vẫn chưa thắng. Và cuối cùng 33 phút em mình mới thua sấp lờ ra. Nó đó thì mới kết thúc được. Tại vì trận đấy như là khá là lâu ấy. Hiện tại 30 phút rồi, chưa có vượt kỷ lục. Hy vọng trận này mình sẽ cố gắng là níu kéo thêm bạn thì là lâu vào đó để cho một cái trận đấu mà nó dài nhất của Liên Quân Mobile. Các bạn có trận đấu nào mà dài khoảng cỡ 30 phút chưa? Trước đây mình có một lần rồi, có một hay hai lần gì đấy, 33 phút là cao nhất. Còn chưa có trận nào quá 33 phút. Mình nhớ không lầm như thế. Tại vì thường thường mình chơi có tầm 10 phút là xong một trận rồi. Lâu lắm thì cũng chỉ có tầm có 22 phút đến 25 phút là cao lắm ấy. Còn chưa có trận nào mà quá gọi là 30 phút, trừ cái trận có một trận đó duy nhất thôi. Ủa thôi. Mà anh với chị làm gì mà căng? Tôi lấy được cái trụ đường giữa em bạn, tôi phải xin lỗi chứ, mẹ tôi để cho mấy con lính gọi là anh Toro vào anh đánh thí mẹ em bạn luôn đấy chứ. Láo nháo à. Trụ nó này, tên bên kia nó khôn, nó cứ ở khu vực đường giữa hoài luôn đấy. Chạy đây cho nhìn thấy mặt mình chơi. Ê, về nè, về giữ nhà nè. Rồi xong, quên lên tên mình đã cùng được vị tường và đã tay các bạn rồi. Hiện tại quên lên đang đối đầu với cả vị tường gọi là Văn Heo. Văn Heo đã bị hạ gục. Rất là đáng tiếc cho Văn Heo. Văn Heo đã bị vị tường quên lên hạ gục. Double kill dành cho anh quên lên. Quên lên đã xa thành công 2 thành viên đem bạn và đi về thành công. Đem bạn đang dồn sức mạnh vào mặt mình. Đầu xanh tha cho nhau đi bạn ơi. Ôi trời ơi, có bùi xanh, có bùi xanh. Này thì con bùi xanh này chưa thắng được anh em ạ. Mình mà không đánh mà kiểu như mình còn nhây thì cái đấm tem mình vẫn rất là khó thắng luôn. Đó, A thu lại AFK nữa này kìa anh em. Cái đầu xanh nhà nó cứ vào chơi nó một tí xong rồi AFK. Buồn thật chứ. Lúc đầu thì nó vẫn chơi bình thường đấy. Nhưng mà chơi đến đâu được 15 phút thì cái nó lại AFK. AFK xong nó lại vào. Vào xong AFK, AFK vào. Vào xong rồi AFK nữa kìa, đứng trong nhà nữa kìa. Thế nó mới đúng rồi. Cái tính toán của mình nó cũng là A thu cũng nằm trong cái kịch bản của mình rồi đấy. Các bạn thấy không? Nằm trong kịch bản thì mình rồi đấy. Không phải dạng vừa đâu. Úi giời ơi. Chích cái con thần thần này. Đánh 1000 mấy đam anh em ạ. Nói chung là đam vẫn to phết. Cả 3 đam ấy. Bây giờ ăn con thần thần xong rồi thả ra khu vực đường giữa một cái. Đó. Lấy xong cái trụ đường giữa cái nó lại mượt ngay. Gặp anh là gì? Gặp anh là chết à? Vãi, gặp anh là chết. Cái tên nó nói lên tất cả. Không thấy chết đâu mà toàn thấy yếu. Không thấy chứ, không thấy các bạn chết đâu mà thấy. Toàn thấy các mình chết, còn toàn thấy bạn ấy chết. Gặp anh là chết mà gặp anh là anh chết. Ô, chớp chớp có mắt chơi. Ô, đang có nội tại con rơi chạy rất là nhanh nhá. Rồi, bút tập vào lại cho bạn, xì cơm. Cơm đi đâu con nào đều con sâu này còn dao hộ mạnh đúng không? Này thì cần dao hộ mạnh này. Này thì dao hộ mạnh này cháy đấy. Cháy. Để cho các bạn nó giết cho mình luôn đi. Đó. Như vậy là con tà thần đang ở khu vực đứng trên. Thế mình kia bây giờ đang gọi là tụ tập rồi. Cố gắng lấy cái trụ khu vực đứng giữa là ngon ngay đấy. Để nó cứ đứng cái kia là ai mà lấy được. Khó nhở? Hí. Hí. Và đấy là mình là mong cho vị tướng Quyết mình chết đi đấy. Để rồi sao? Để cho nó kéo dài đó. Ôi 34 phút rồi kìa anh em ơi. Đó, lâu chưa? Phải không? Phải lâu. Từ từ, chưa xong đâu. Úi trời ơi. Chạy qua chạy lại thôi. Chứ thật sự sau đó mình cũng không muốn kết thúc trận đấu sớm. Bây giờ mình đang có ý định gọi là lấy cái trụ khu vực đứng giữa tem bạn ấy. Đó, xong rồi mình sẽ để cho một đàn lính siêu cấp lên. Đó, để cho tem bạn thử sức với cả mấy anh Toro. Ủa, to thế nhờ. Mẹ mấy con này, con quái lính này to thế. Mẹ càng ngày nó càng bự với sao ấy. Phải không các bạn? Mình thấy có số bạn comment kìa. Ôi, khu vực đứng giữa bắt được kìa. Không phải lều, ngon. Lên kia rồi đi. Úi giời ơi. Rồi, bây giờ sẽ là một cái màn kịch tính giữa đội xanh và đội đỏ.
khi mà đội đỏ đã bị gọi là mất 3 đường. Hiện tại thì Natalia đội xanh đang đứng trong cái khu vực ngôi nhà, đang thủ khu vực ở đường giữa. Mình sẽ cố gắng gọi là đánh cái con lính này để cho lính team bên kia nó yếu đuối trở đi. Team mình sẽ can lên và team bạn sẽ gọi là hì hà yêu đánh mình siêu cấp. Ok, bây giờ thì mình sẽ không tham gia giao tranh nha các bạn. Đó, bây giờ mình phải kiếm một cái nơi nào đó mình núp. Đó, mình xem cho team mình. Ôi, Natalia vẫn đang đứng kìa, đang nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mưa, nhìn nắng, nhìn ngày, nhìn đêm. Anh A Thu vẫn đang gọi là ở trong cái tế đàn, anh ấy đang gọi là niệm thần chú. Đấy, hiện tại là phút thứ 35 của trận đấu. Trận đấu vẫn đang diễn ra với cái thế mạnh đang nghiêng về đội xanh. Đội xanh là đội của Batman đấy, nhưng mà Batman lại thiếu mất một người, đó là thiếu A Thu. Và mình nghĩ rằng sẽ tiếp theo đó chính là thiếu vị tướng Batman luôn. Tại vì mình có lẽ sẽ không tham gia giao tranh đâu. Mình đang cố gắng đẩy lính lên này, đẩy lính lên này nó. Chuẩn bị để mấy anh Toro đối đầu với cả Van Heo với cả Toro tem bạn chơi. Hợp lý không? Hợp lý. Quá hợp lý luôn đấy chứ đùa. Rồi đã, nhịp quét rơi. Sơi đem con quái này cho nó sướng thế nào. Rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Tem mình kia đâu hết rồi. Tem mình kia đâu hết rồi. Ba anh Toro. Trời ơi má, con này có to hơn cả người mình nữa kìa. Trời ơi má ơi, hết hồn. Ôi con này nó che cả người mình luôn anh em ơi. Phải cả trường, à, lính gì bự thế. Trời ơi, về ra à, đúng rồi, cái con này là con gọi là bạn heo các bạn vừa choáng mình một cái. Vâng, hiện tại ba thành viên các bạn đang đè một đám Toro của anh. Lính siêu cấp, lính siêu cấp rất to, to hơn cả người luôn. Về đây đang gọi là bị về đây bị lính siêu cấp đánh cho quéo căng cua ra rồi. Toro đang đấm nhau với cả Toro. Úi dồi ôi, tên mấy bạn đang gọi là có một cuộc chiến với những anh chàng Toro đẹp trai khoai bự. Vâng, tiếp tục là một đàn ba con Toro sắp tới. Toro xanh, còn Toro bên kia là Toro đỏ. Toro tem mình là Toro xanh. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, nó to chứ có Toro luôn. Khiếp rồi ạ. Vâng, về đây với cả Van Heo đang quánh nhau với cả gọi là ba anh Toro. Làm gì đây? Về đây đang bị lính có cắn. Vâng, Toro đánh vị tướng về đây bên kia hết nửa cái máu. Chạy cấm đứt rồi. Chạy cấm đứt rồi. Cấm đứt chạy rồi. Quá là xuất sắc luôn mấy anh Toro tem mình là đội xanh, quá là trâu luôn. Hiện tại mình đang đứng ở đây đang tiếp diễn theo cái trận đấu này sẽ diễn ra chiều hướng nào. Liệu các em bạn với những anh chàng gọi là đẹp trai khoai to và những cô gái như là Natalia gọi là hàng bử. Vâng, như vậy là cũng được gọi là một đám lính xanh rồi. Những anh chàng Toro màu xanh bây giờ đã gọi là đang thất thế. Nhưng mà không sao, các anh ấy đang gọi thêm viện binh tới. Đâu rồi, viện binh đâu rồi? Ủa, là Toro đỏ kìa, Toro đỏ về. Toro đỏ về. Sao mà lì thế nhở? Đã lì còn quay lại được kìa, về đây lao vào. Như vậy là Natalia đã nằm xuống nhưng mà rất may chị ấy còn rất là mạnh. Vâng, như vậy là Natalia đã hạ gục được Toro. Nhưng mà vì tưởng Vere cũng đã hụt Van Heo. Van Heo đang oánh với lính siêu cấp và đập kéo cả cô luôn. Trời ơi, xem chết. Chỉ cần ba anh lính siêu cấp thôi. Vere đang thể hiện cái tài gọi là cố gắng của mình. Vâng, chị ấy đã cố gắng hết sức nhưng mà cấu chỉ được có tí máu thôi. Van Heo sau khi mà về hồi phục sinh lực cũng đã lao ra một trận chiến gọi là không cân sức. Nếu như đánh thẳng mặt thì xin lỗi chứ Van Heo gọi là chấp bạn ấy đánh trước luôn. Ba anh Toro đang tấn công Natalia. Natalia đang xịt một đường thẳng. Ba anh Toro đấm rồi Natalia chạy quéo khuôn cua. Nó chỉ cần một cái đấm của nó đấm vào mông một cái Natalia chạy gọi là xách đít không kịp ấy chứ. Motor và Natalia bạn đã hạ gục được vị tướng John rồi. Gắt quá. Khu vực đường trên lại tiếp tục có ba anh Toro. Ở đường dưới cũng có một bầy Toro luôn. Toro xanh rất đông và hung hãn. Một trong những gọi là thế gọi là tấn công của những anh Toro đó chính là đấm vào mông. Những cô gái hay những chàng trai của tay bên kia phản ứng cứng không kịp thời là dẫn xế sẵn sàng gọi là thông mông thần trưởng. Về đây lao vào. Vâng, đợt này Toro ở khu vực đường trên quá yếu. Mình đoán không lầm thì ở khu vực đường giữa là ba con, ở đường trên và đường dưới mỗi bên là một con hay hai con hay sao ấy. Ở vùng giữa nó rất là đông và hung hãn nhá, mạnh kỳ luôn ấy. Vâng, xịt quá trời luôn, xịt rất nhiều. Van Heo tay bên kia bắn quá trời luôn. Cuối cùng cũng hai cục được. Nhưng mà hết đợt này thì đợt khác, những anh Toro khác lại xuất hiện. Và như vậy thì bạn đang đối đầu với cả Toro. Và như vậy anh Quy Lên thừa lúc thả câu. Sờ mong vị tướng VD. Tiếp theo là chúng là vị tướng, đó chính là Natalia. Van Heo đấm một đấm. Van Heo đấm rồi. Van Heo đấm rồi, bắn rất đau. Rồi Toro hạ gục vị tướng Van Heo rồi. À không, pha đấy như là vị tướng John bắn một phát ngay mông như vậy. Gắt quá trời luôn. Vâng, Toro đỏ đang đấm nhau với cả Toro xanh. Như vậy là Toro đang to dần.
Vâng, một con Toro nó to như cái bánh xe bò luôn, to hơn cả con người Toro đỏ luôn. Trời, nó đập kìa, nó đập cho kìa, nó đập Toro kìa, béo 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 con cua luôn đấy chứ. Squirrel nó lại thừa nước đục thả câu, chính xác luôn. Ba con ở khu vực đứng giữa, ở đứng trên với cả đứng dưới như có hai con hay sao ấy, phải không mọi người? Hay một con ấy, một con à? Như vậy là đừng rồi, ôi trận đấu đã kết thúc rồi. Vâng, một trận đấu diễn ra rất lâu và cuộc đại chiến giữa Toro đỏ và Toro xanh rất là gắt, đúng không các bạn? Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Goodbye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Nhớ ấn like, đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình. Bye bye. Trận đấu quá lâu, nguy hiểm.